đâu, cô của tôi ở nơi nào, xin hỏi đã lại cho tôi. Dương ơi, giọt máu cuối cùng của mình chưa phải cơm mắt còn đâu, mất con rồi em đi sống sao, nỗi đớn đau đó đại linh hồn giờ thế xác. Anh đang ở đâu, anh có nghe lời em nói với anh không, anh đang ở đâu? Nhiều đêm thức tròn để nhớ qua làm sao biết ngõ tìm, tay trắng anh nào mơ với mộng nên tình hai đứa dần chưa yên, thức trọn đêm nay để nhớ. Nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào áo yếm tóc em thơm giấc ngủ chiều hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến nói nhớ gì, thương nhớ người yêu. Ôi dằn dằn bên tai đời ai quá mang thương nhớ. Bên ngoài vẫn rơi lệ hay mưa mắt cay giọt sầu, phân ly này ai trao, trời cao ơi ông nỡ gây đoạn đường. Ông ơi, tôi vẫn đang nói chỉ một nhân sắc tầm thường mà ông ra tay chiếm đoạt để thiên hạ dèm pha coi thường người hào hoang để tan nát tình yêu hai mái đầu xanh. Nguyện thề bên nhau không bao giờ thay đổi, dù cho non mòn biển càng không phải tình đâu ai nỡ ngắn đuôi. Tôi lắm ông ơi, tôi lắm ông ơi, chứ xin đừng chia rẽ duyên đâu. Chiều người đang ở
Chị Thục Quỳnh đâu làm ơn chỉ giùm. Quỳnh ơi, em có biết là... Là... Quỳnh ơi, bây giờ em đang ở đâu? Em còn sống hay là em đã chết? Anh đã bao đêm bao ngày mong ước, ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm, nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ để tình chung thủy nay đành lỡ. Anh Dương là hận vì ai gây cảnh đắng cay để vợ anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu khi đường tương lai mịt mù tăm tối mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Kiếm Thục Quỳnh hung nữa mà nó mất tiêu. Một lần nữa thì mình Tấn Phong và Phương Công Ngọc xin cảm ơn.